Thưa quý vị, Quận ủy quận Tân Phú phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống phục vụ tiến trình phát triển bền vững quận Tân Phú. Tân Phú là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tiềm năng thế mạnh về văn hóa của quận chưa được phát huy toàn diện. Thu hút hơn nữa, người dân ở Tân Phú đồng hành cùng với đảng, cùng với chính quyền, với các tổ chức chính trị xã hội để gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử trên địa bàn quận. Cùng với cái sức lan tỏa của Nghị quyết 98 vừa mới ban hành, thì chúng ta có thể thêm xét là các công trình di tích trùng tu của quận có thể được đưa vào danh mục thu hút đối tác công tư. Và như vậy quận có thể thu hút một nguồn lực lớn, kinh phí từ các khu vực ngoài nhà nước, và chúng ta kết hợp với những cái kế hoạch có sự kết nối cùng với cộng đồng nhà khoa học, các chuyên gia cũng như là những người dân xung quanh đã tạo nên một cái lộ trình, một kế hoạch lớn, một cách rõ ràng và bền vững để mình khai thác, tôn tạo và các công trình này. Hội thảo nhận được 51 bài tham luận của nhà khoa học, các tổ chức cá nhân có liên quan trực tiếp đến công tác bảo tồn, khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tại quận Tân Phú. Trong đó đề cập đến các vấn đề liên quan đến giá trị lịch sử, văn hóa và phát triển bền vững, thực trạng khai thác, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quận trong thời gian qua và các giải pháp thời gian tới. Quận Tân Phú thấy được còn nhiều vấn đề còn nhãn chưa thông để khơi dậy các tiềm năng đó. Do đó qua cái hội thảo này cũng là một cách để tìm ra cái giải pháp để khơi dậy tiềm năng, giá trị lịch sử, văn hóa của quận Tân Phú trong cái tiến trình phát triển của quận, và qua đó cũng thấy được cái cách để khơi thông để cho cái giá trị, cái tiềm năng của quận Tân Phú nó được phát huy một cách mạnh mẽ hơn.